Kết thúc năm 2023, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba đã đạt tổng doanh thu 30.150 tỷ đồng, vượt trên 10% so với kế hoạch và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 252 triệu đô la Mỹ, vượt 35%. Lợi nhuận đạt trên 1.800 tỷ đồng, vượt gần 30% kế hoạch và nộp ngân sách nhà nước đạt gần 14.000 tỷ đồng. Tại hội nghị triển khai công tác đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, ông Hồ Lê Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết, năm 2023 được đánh giá là khó khăn nhất kể từ khi thành lập Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cho tới nay. Hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng do lạm phát và khủng hoảng tài chính, chi phí, giá xăng dầu, điện nước tăng mạnh. Các sản phẩm thuốc lá nhập lậu, thuốc lá thế hệ mới chưa có chính sách quản lý, gây thất thoát ngân sách nhà nước, gây ảnh hưởng tới Vinataba và người tiêu dùng. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đảng bộ Vinataba và ban lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cụ thể, Vinataba đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho gần 8.000 người lao động, trên 200 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, làm lợi cho doanh nghiệp 7 tỷ đồng, phụng dưỡng 18 mẹ Việt Nam anh hùng, 5 thương binh nặng, xây tặng 79 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, v.v. với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng. Năm 2024, dự báo tình hình còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Với bản lĩnh, không ngại khó, Tổng Công ty Vinataba sẽ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chú trọng thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Để đạt được mục tiêu đề ra, Vinataba cũng kiến nghị Bộ Công Thương xem xét sửa đổi nội dung quy định của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của các nghị định liên quan đến quản lý kinh doanh thuốc lá phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế.